Hello hai cục vàng, lâu quá mới gặp hai con á. Đang bú sữa hả? Hả? Chú đưa võng cho tụi con uống sữa nha. Đâu là cho mọi người xem là thế nào. À đây là chị Năm này, à, đây là chị Tư này. Chị Năm này có cái điểm nhận biết ở cái tai đây. Hello, hello. Trợn mắt lên nhìn lạ quá, lâu rồi không gặp lạ đúng không? Uống sữa đi. Chị Năm chị dãy dãy kìa. Chị Năm chị đạp chân kìa. À, để chú đưa võng cho tụi con nhá. Nào. Đưa võng nào. Sao con khóc rồi? Con khóc rồi. Con khóc mà để bà đang làm, bà lại phải chạy vào bế này. Ôi trời ơi, bữa nay. Vâng. Sao con gái ho vậy hả? Hả? Con gái đang bệnh hả? Hử? Con gái đang bệnh à? Thế cưng quá à. Mẹ em út đi bệnh viện chưa có về. Chào chị Tư nha. Hello chị Tư. Úi giời ơi chị Tư. Taxi. À, nãy giờ là hai bé nằm nôi chắc là chật quá hay sao ấy. Hai bé khóc. Đó. Bà là mới cho hai con nằm xuống dưới này nè. Nó thoáng mát. Nhờ. Thoáng mát hơn nhờ. Nằm ở trên võng nó chật đúng không? Cho lật rồi. Lật. Wow, lật rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. À, chị Năm đã lật thành công rồi mọi người. Lật đó. Nhưng mà chắc là chỉ lật tới mức này thôi. Thấy cưng không trời ơi. Lật đi. Đó, con gái lật được rồi nha. Con gái lật được rồi. Con lật được rồi này ông bà ơi, cô chú ơi. Trời ơi, đó. Chị Năm là chị khỏe nhất đó. Chị lật là chị muốn bò này mọi người đó. Chị đang muốn bò này đó. Còn chị Tư thì chị vẫn đang nằm im này đó. Mỗi chị Năm là khỏe rồi. Nào, trườn lên nào. Nằm không chịu à? Nằm im là không chịu nữa rồi. Đó, bây giờ chỉ có chị Tư là chị nằm im thôi. Còn chị Năm là bây giờ chị quậy lắm rồi á. Ấy, ho rồi. Trời ơi. Vâng. À, nhiều khi bữa nay thời tiết nó thay đổi và mưa gió thất thường. Vâng. Bữa nay hai bé ốm hơn rồi bà nhỉ? Ừ, ốm hơn rồi. Hôm nay mới xin, hôm nay nè. Dạ. Chắc là từ bữa giờ mẹ... Ấy, nó lật đấy. Đấy, nó lật rồi bà. Chị Tư. Nhìn thấy chị Năm lật chưa?
Ủa nó bị sặc rồi bà ơi. Sặc sữa, sặc sữa. Ủa thấy tội quá. Sặc sữa rồi. Uống nhiều quá ra đó. Cái đường này là rộng rãi hơn hẳn rồi anh Vũ. Dạ. À, nhìn đẹp ha. Mai mốt là đi đường này luôn, khỏi đi nhờ bên kia. Dạ. Đây mọi người ạ, sau khi mà dọn dẹp xong này, ngày xưa đấy ở chỗ này là cây cối rất là nhiều. Đấy, hôm bữa là dọn dẹp rồi múc đi. Giờ nhìn cái căn nhà rất là thoáng đẹp luôn. Chắc là cũng vài ngày nữa thôi thì sẽ khánh thành cái căn nhà này. Đấy, hôm nay em cũng xuống để em cập nhật là cho mọi người sơ bộ là như vậy đây. Đi rồi hết rồi. Hả? Người ta kéo nước luôn rồi hả? Kéo nó ra vô đó. À, vậy là hôm nay có nước sạch rồi đấy. Ờ, à, nè, oh. Đây là cái ấy đây nè. Quá vui rồi. Từ cái đẳng đó. Vâng, là mình chạy ống từ đằng kia hả? À, chạy đằng kia, chạy gì thôi, vọt đây. Vâng. Đó. Nó vô cái nhà đó rồi. Rồi, ok rồi, thế thì tuyệt vời rồi. Dạ. À, thế bây giờ các con là có nước sạch để dùng. Đó. Là cái này là ở đây nước sạch là mình tính theo khối á? Khối 8 ngàn. Vâng, 8 ngàn một khối. Hôm giờ mới gáp được 4 ngày rồi, được 2 khối mấy rồi. Vâng. Cái đường này đúng rồi, anh dọn thì nó không có rác rưởi nhiều, muỗi nó cũng không có. Vâng. Chứ để như hôm bữa là muỗi nhiều lắm. Rồi hôm qua đấy thì chị cũng có quay cho em một đoạn clip về bé đấy. Dạ. À, nhìn thấy tội quá, thấy ai cũng xem mà cũng khóc, cũng thấy thương á. Cũng biết đâu chưa ra ai phụ cứu á, chỉ thở oxy mà giờ oxy bình nhỏ, cái hơi ống hơi nhỏ gắn hai lỗ mũi nè. Vâng. Mình thấy mình đứt ruột hết, giờ không biết sao giờ. Vâng, thấy nhìn tội cho bé. Dạ. Nhưng mà liệu có ổn không ta? Chứ đó xuống đó nó cũng ổn, tại vì bác sĩ nó giỏi không. Vâng. Nó chăm sóc kỹ lưỡng hơn ở Bình Chánh mình. Dạ. Tại Bình Chánh mình là của tư nhân, nó cũng không có ấy như của nhà nước. Vâng. Hôm qua em hỏi chị thì chị nói là chắc là khoảng tuần nữa được về đấy, mà không dạ, biết như thế nào. Cả chừng từng em chưa biết chừng nào về chứ bây giờ cũng chưa biết nữa. Dạ. Bây giờ là cứ ở nhà để lo cho mấy bé thôi. Mấy bé nó có mấy đứa nó bị đàm quá, bây giờ đi hút chiều nay 6:30 nó đi chở đi hút rồi. Vâng. Dạ. Vậy hai bé này cũng bị từ bữa rồi chưa khỏi luôn hả? Chưa, nó bị ấy đó, cái mưa, lượn mưa nghịch đó, nghịch mùa về đó. Vâng. Nó lỗ về sớm quá, nó bị thất thường đó, rồi nó mưa nắng thất thường nữa, rồi nó mới bệnh. Dạ. Nó bị đàm nhiều quá với nó sổ mũi á. Vâng. Có bé Tư thì hơi nặng ho hoài, mình cũng thấy tội nghiệp á, chở đi khám này nọ cách 2 ngày đi đưa đi. Dạ. Có 1 năm thì nó đỡ hơn, nó khỏe hơn. 1 năm thì nó khỏe nhất. Khỏe hơn mấy nhỏ chị. Vâng. Bé 5 thì bé mập mạp bé khỏe nhất. Dạ. Còn bé Út với lại là bé Tư thì hơi yếu hơn, dạ, đặc biệt là bé Út là thấy thương nhất. Tại vì em biết cái cảnh của nó rồi, em cũng ấy cũng lo sợ rồi. Hồi đó cũng nói trả về, em cũng lo sợ rồi, em cũng chuẩn bị rồi, tinh thần rồi. Vâng. Mà nó về nó khỏe được mấy tháng nay, nó ở nhà này chừng có từng lấy gì. Vâng. Ta đi tiếp nữa. Đúng rồi, từ hôm bữa là thấy nằm trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà đấy. Dạ. Từ hồ về da luôn, tới giờ luôn á. Từ vâng. Mổ bắt xong là... bốn ngày đưa lên chảnh 3 tháng. Vâng. Rồi mới về đây được từng mấy đi nữa. Làm gì được tuần, hôm bữa làm gì được tuần? Một tuần ha. Cỡ tuần ha. Được có mấy ngày à, không lại lại đi đó. Thì đi cái về cái đi nữa. Vâng. Thấy hôm qua thấy chị quay cái đoạn clip ngắn nó bú sữa. À cái bình giả đấy. Dạ. Thấy nó cưng ghê. Tại vì hổm nó hơi mệt á, rồi lấy cái ống sắt ấy chịu ra, tại vì nó lấy tay nó quẹt ra nó thở không nổi. Vâng. Rồi ta mới dán lại cái cây chỗ ngay đầu mũi luôn. Mình thấy mình thấy một cái mình khóc luôn á. Vâng. Rồi thôi anh cũng cố gắng, em cứ thoải mái. Chắc thấy chứ hỏi lâu cái họ hỏi vợ con bớt cho em gì đó. Rồi nói giờ đỡ rồi ấy nữa cho nó lúng đi rồi nữa em ấy đắp cái đá vô thêm. Vâng rồi. Vâng. Cái này đi nó còn thì non. Nó hơi vẫn còn hơi lún. Vâng.
Đây có nước sạch rồi. Đấy mọi người ơi, có nước sạch rồi nhá. Đó. Quá là tuyệt vời rồi. Cũng cảm ơn một mạnh thường quân hôm bữa là có tài trợ cho gia đình anh Vũ kéo cái đường nước này. Và cô chú tên gì quên mất tiêu rồi. Đó, cô chú bữa tài trợ mà thắng quên mất rồi. Vâng. Nó 27 này nó chỉ đi đường ngoài cho nó ấy thôi. Vâng. Này nó về nước em đi tới đây rồi. Tới đấy nó tới kho. Vâng. Mấy mấy con mắc vòng qua đó tới cái khu này nè. Dạ. Tắm này đi là bồ ở trên nhà bếp đó. Đi cặp luôn. À nhưng mà thế thì mình lại phải đục à? Không, nó đục lỗ á. Ờ, ý là đục lỗ đấy hả? Dạ. Sao bữa mình không vào nó chừa ra ta? Nó sợ là đục cái ấy ở trong rồi, nhưng sao hỏi sao không chừa cái nghe chân nó qua chỗ ấy đó, sẵn nhà tắm. Ấy để rồi nó câu mới đi trên. Wow. Trời ơi, cái kho này đúng rộng luôn á, nhìn đúng thoáng luôn. Đàn vịt của nhà anh Vũ này mọi người ạ. Rất là lớn rồi. Cứ một vài ngày tháng sướng là tháng thấy sự khác biệt. Đúng cái thời kỳ mà nó đang tăng trưởng nhanh nhé mọi người. À, quá trời luôn. À, còn đây là cái phía ngoài của căn nhà với bếp này mọi người. Hôm nay thì cũng sơn cho nó đồng nhất một cái màu luôn. Ở đằng sau này thì là sẽ làm một cái kho để chứa đồ, mai mốt mà có để cái gì thì để. Ví dụ như là mấy cái máy trộn thức ăn này, cám này, phân giò này kia. Mình có thể để được ở ngoài này. Thì Thắng còn nói anh thợ là trổ một cái cửa sổ ở đây cho nó thoáng. Mình nấu nướng nó cũng bay mùi ra ấy mọi người ạ. Hôm nay là mấy anh thợ qua ốp toilet mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy cái màu này được không? Toilet thì cũng được ốp lên 1m6. Hai toilet luôn. Bên này thêm một cái nữa. À. Màu này cũng khá là đẹp mọi người ạ. Anh có một thợ thôi anh ơi. Nay một thợ. Tại chia ta chia bên kia rồi. Làm nhà dưỡng sanh. Là một mình buồn nhỉ. Hiện ông này với ông Sơn hai ông. Hai ông ở hai nơi. Ông ngoài ngoài ông trong. Ông ỉnh ỉnh làm sao không có hội cái chạ. Cô hả? Ừ, ấy vô thì mau. Mà có hội chà cho bán rồi gì nè. Vậy là mai hậu với con hai người hả? Vậy mai hậu xả trong rồi. Ừ, mai hậu với con. Thằng con đây, thằng làm bếp. Đấy, cái chỗ này là sẽ để cái bồn rửa chén. Rồi, bếp ga này kia sẽ để đây. Ở bên hông này có một cái cửa ra này mọi người. Đó. Cửa ra ngoài này. Ra đằng sau chuồng vịt. Đấy, bà phụ đây, bà mệt quá, bà ngồi nghỉ đây. Rồi bà ơi, bà bữa bà có coi cái clip mà bé út á, bé nằm thở oxy không? Có. Bà coi xong bà có đứt ruột không bà? Thấy nằm thì đâu rồi, ống chị đầu này đầu kia nhiều quá, thấy tội nghiệp nằm rồi. Nó núp cái miệng đi thương quá. Rồi cả tuần nay, hơn tuần nay chứ bà không gặp cháu, bà nhớ không? Nhớ chơi. Mệt quá, thấy nằm nó dai lát nó núp cái miệng nó thương quá. Vâng, con ốp lên ai cũng bảo thương á, mong sao là bé khỏe để về với gia đình á. Ừ. Coi đúng con cũng thấy thương, thấy rớt nước mắt luôn á. Thấy thương mà có một cái về cái nó vài bữa lại phải đi vào nhỉ. Ừ,
bệnh nhiều chứng bệnh quá, kiểu như hồi nó trong bụng mẹ nó đã nó yếu, mẹ nó yếu rồi cái làm như nó bị suy si luôn á. Dạ. Tôi nghe. Ở sống trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Nó sống là bệnh viện là hôm mới sanh ra là 3 tháng, ở trên thành phố là 3 tháng, còn ở dưới là hơn một tuần, 10 bữa gì, mười mấy bữa gì mới chuyển lên trên tỉnh ở 3 tháng. 3 tháng rồi hổm đi chập rồi về nay đi chập nữa. Nó ở là từ cái ngày mà dưới Long An mà chuyển lên là ở tỉnh đúng 3 tháng. Đúng 3 tháng mẹ nó lên được 2 lần. Lên lần trước nó còn yếu thì vì mẹ nó về cái sau lên cũng ở nửa tháng hay nhiều ra mới rước nó về đó. Về lên đỉnh rồi mới sức ra hồi sức. Ra ngoài phòng ngoài rồi ngoài rồi cứng cát rồi mới về đó, là mẹ nó đi không biết nửa tháng hơn nửa tháng gì mới ẩm về. Mà rước cái lúc mà đỉnh là điện về là nó giờ yếu quá giờ rút ống rồi sao á. Rồi cái này nó thì giờ còn chừng nào tới đâu tới chứ. Thời bé bệnh như vậy rồi nên bây giờ là mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là lúc nào cũng phải trong tư thế là có chuyện gì là phải đưa đi bệnh viện ngay. Mới vậy. Trời, bữa giờ là có ba bé dễ thương quá trời luôn mà có hai bé ở nhà. Có hai đứa ở nhà còn đứa ở trển. Bé là phải đi bệnh viện liên tục. Nó đi liên tục luôn. Dạ. Công nghiệp. Mà vâng. nó về hổm nó chanh rồi nó cười nó giỡn rồi đó. Vâng. Mà nó si lại trận này cái chứ hổm là nó giỡn nó cười thấy thương lắm. Dạ.